Thông Tre xin chào các bạn. Đây là hình ảnh Thông Tre đang cẩu những cây trà là, cẩu xuất những cây trà là cao từ 2m3 cho tới 2m rưỡi rồi các bạn ạ. Những cây trà là này so với lại cái anh công nhân đang đứng đấy, chúng ta nhìn thấy là rất là mập, đường kính thân từ 35 trở lên đấy các bạn ạ. Hôm nay Thông Tre làm video này chia sẻ với các bạn cái cách mà Thông Tre đưa cây trà là đi giao như thế nào đấy, để các bạn yên tâm khi mà nhận những cây trà là từ công ty cây giống Thông Tre. Bây giờ đang trong mùa dịch cho nên các bạn không thể tới tận nơi được, không thể tới tận nơi để nhận cây được, thì ít ra chúng ta cũng phải biết được cái quy trình làm của công ty chúng mình như thế nào để các bạn yên tâm hơn ạ. Quy trình làm bầu của Thông Tre như sau. Đầu tiên ấy, khi những cây trà là mới về thì bầu của bên Trung Quốc người ta đánh ấy, người ta đào chỉ có giữ cái củ thôi các bạn ạ. Bộ rễ không có phát triển mạnh như thế này. Vì vậy những cây trà là mà mua từ Trung Quốc về thì thường là trồng ở đưa cho người dân đi trồng ngay với chế độ chăm sóc không tốt, hoặc là ở những nơi có gió nhiều như là biển chẳng hạn, thì ngay lập tức những cây này sẽ bị xuống lá và giảm sức sống rất là nhiều. Chính vì vậy mà Thông Tre đã chọn phương pháp là ủ dưỡng cây trước khi đưa cây đi cho các bạn ạ. Đây là một cây mà Thông Tre đã ủ dưỡng đây. Các bạn nhìn thấy bên ngoài thì Thông Tre quay bằng cái bầu đen V6. Cái bầu đen V6 này Thông Tre lựa chọn nó bởi vì các bạn nhìn thấy này, trên cái bầu này nó có những cái lỗ. Đó, trên cái bầu có những cái lỗ. Và những cái lỗ này nó là thoát cái lượng nước dư khi mà công nhân tưới. Ban đầu về thì bao giờ công nhân cũng, những người công nhân người ta cũng rất là sợ cây bị thiếu nước, cho nên họ sẽ tưới rất là nhiều. Vì vậy mà cái bầu này nó sẽ giúp thoát được nước. Ngoài ra thì trên bầu, những cái lỗ ở trên cái bầu á, nó còn giúp cho không khí ra vào được thuận lợi hơn. Vì vậy khi trà là mới về thì trước đây chúng tôi cũng đã thử nghiệm bằng nhiều cách, đó là chôn thẳng xuống đất, hoặc là sử dụng giấy nhám, hoặc sử dụng giấy xốp để chúng ta ươm ủ. Nhưng kết quả thì bộ rễ phát triển vẫn không mạnh bằng việc ươm ủ trên bầu V6. Và đây chúng ta nhìn thấy cái bẹ của cây trà là đây. Đấy. Cái bẹ của cây trà là sau khi ươm ủ xong đã ra như vậy, nhưng mà bẹ còn rất là tươi bởi vì lượng nước dẫn lên đủ, bộ rễ phát triển mạnh, nước dẫn lên đủ. Như cây này chúng ta đếm lá của nó đấy, cây đang cẩu này, số lượng lá trên 20 tàu lá. Đấy, mà Thông Tre về không có cắt lá gì hết, để nguyên cả những cái đầu lá đó mà bộ lá vẫn phát triển rất là tốt đấy các bạn ạ, nhờ có cách ươm ủ đúng đó các bạn. Đấy, bộ rễ ăn ra ở dưới đất. Ngoài cái bầu ươm, bên trong bầu ươm V6 thì có một lớp lưới. Cái lưới này là loại lưới rất là dai á. Loại lưới này dai lắm. Có thể sử khi mà chúng ta đưa đi á, thì là dùng cái cây đây, tháo cái lớp bầu đen ra, sau đó dùng cây này. Các bạn nhìn thấy này, cây ngoai thật là chặt cái lưới này lại. Chúng ta nhìn thấy đấy. Cái bầu này là cỡ 1 mét đấy các bạn. Bầu cỡ 1 mét. Đây là vảy của nó. Đấy, tất cả là nhờ anh Đô. Anh Đô làm kỹ thuật cho vườn. Anh căn ngày bỏ thuốc kích thích ra rễ, rồi bỏ phân cho cây đúng thời hạn, thì cây phát triển rất là tốt. Khi đưa đi là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Bây giờ để Thông Tre trèo lên trên nóc xe, Thông Tre quay lại cái
cách mà xếp cây ở trên xe nhé. Rồi xem trên xe thì chất được khoảng bao nhiêu cây ạ? Đây là hình ảnh cây trà là được xếp lên xe đây các bạn. Oanh đang đứng, Thông Tre đang đứng ở trên nóc xe đây các bạn này. Mình đang đứng trên nóc xe. Xe này thì mình chỉ xếp có 8 cây thôi các bạn ạ. Bởi vì bầu của cây nó tới 1 mét lận, cho nên chỉ xếp có 8 cây thôi. Đây là những cây mà đã được xếp lên rồi đây này các bạn nhìn này. Bộ rễ của nó này, ăn ra bên ngoài này. Đấy, bầu đường kính 1 mét à. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 đấy các bạn. Đó, chúng ta nhìn thấy cái bộ tàn, bộ tán của cây trà là. Cây này đưa đi là chúng ta yên tâm. Vừa rồi là Thông Tre chia sẻ với các bạn cách mà Thông Tre bó bầu cây trà là và cách mình cậu cây lên xe như thế nào để các bạn yên tâm khi mua sản phẩm của công ty chúng mình. Và đây là cách mình chia sẻ kênh của mình với tôn chỉ là chia sẻ, học hỏi và giao lưu. Mình rất mong được giao lưu với các bạn và được học hỏi thêm các bạn nữa. Mong các bạn luôn ủng hộ cho mình nhé. Xin chào các bạn. Chúc các bạn có vườn cây trà là thật là đẹp. Đó, như cây trà là mà đang cậu lên ở đường kính thân 40 á các bạn ạ.